sáng 11 tháng 11, Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn Bắc Ninh cho biết 8 giờ ngày 13 tháng 11 sẽ đưa bị cáo Ngô Bá Khá tức Khá Bảnh, 26 tuổi, cùng 4 bị cáo Trịnh Hữu Quý tức Quý Phượng Hoàng, 27 tuổi, Nguyễn Văn Quang, 32 tuổi, Nguyễn Hữu Hội, 30 tuổi, Ngô Lương Anh, 34 tuổi, ra xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tối 1 tháng 4, Ngô Bá Khá và đồng bọn bị Công an thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt giữ về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi solo, số đề. Để thu hút các con bạc tham gia, Khá bán solo đề với giá thấp hơn quy ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu một điểm lô với giá 21.700 đồng, 82% tiền mua số đề giải đặc biệt và giải nhất, và 70% tiền mua solo xiên. Điều này mang lại lợi ích cho các con bạc khi họ sẽ có tiền lãi 18% tiền mua số đề giải đặc biệt và giải nhất, và 30% tiền mua solo xiên. Khá Bảnh tổ chức đường dây đánh bạc bằng cách các con bạc liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản Zalo của Khá hoặc để chuyển bản các đề và mua solo đề với Khá. Trong khoảng thời gian từ 10 tháng 1 năm 2019 đến 1 tháng 4 năm 2019, Ngô Bá Khá kiếm lợi bất chính hàng trăm triệu từ việc ôm solo đề. Video Khá Bảnh khóc nức nở, thừa nhận ôm lô đề vì muốn xây nhà cho mẹ. Cơ quan điều tra xác định, trong 44 ngày số tiền giao dịch giữa Khá và Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, là gần 5 tỷ đồng. Có ngày hai kẻ này giao dịch đến hàng trăm triệu đồng, như ngày 10 tháng 1 năm 2019 với số tiền là 188 triệu 635 nghìn đồng, ngày 7 tháng 3 năm 2019 với số tiền là 168 triệu 317 nghìn đồng. Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang thu về gần 56 triệu. Ngoài ra, những con bạc khác bán solo, số đề cho Ngô Bá Khá như Ngô Lương Ăn, sinh năm 1985, trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Trọng Công, sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, với số tiền nhỏ hơn là hàng chục triệu đồng. Trước khi bị bắt và khởi tố, Khá Bảnh nổi danh trên mạng xã hội YouTube khi đăng tải những video có nội dung tục tiểu, giang hồ để kiếm tiền quảng cáo. Đáng chú ý, trong tháng 3, hai lần Khá bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video, đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.